Bạn Lê Tuấn nha, chào hai người xem nha, chào bạn Thành Đạt nha. Anh không ở Sài Gòn nữa hả anh? À, ngày 12 tháng 4 này mình vào nè bạn ơi. Chào anh Đăng Biên nha. Dạo này bên kênh TikTok nó đang xác minh danh tính á, nên mình không có like cho anh em được. Qua bên kênh Phở Bò nói chuyện với anh em nha. Chào anh Đăng Biên nha. Chào anh Sơn Lê nha. Chào 12 người đang xem nha. Chào 14 anh em đang xem nha. Chào anh Văn Đức nha. Chào 17 anh em đang xem nha. Vào tâm sự chuyện chim cò với anh em. Anh em có gì hỏi thì anh em bình luận ở dưới nha anh em. Do nhiều anh em bình luận quá mà mình ít trả lời bình luận lắm anh em ơi. Anh em nào mà thiện chí hay kết con nào thì chụp màn hình gửi qua bên chế lồ cho mình nha. Có số phone của mình ở trên trang cá nhân á. Chào anh Đăng Dương nha, chào Di Hoàng nha. Chào Nguyễn Năm nha. Chim vuốt đuôi trị sao anh? Chim em vuốt đuôi là do cám hay là do tình trạng sao em? Hay là do em nuôi nó căng quá? Hay là cái tật con chim nó là sinh ra là vuốt đuôi rồi thì khác? Một là em dùng phương án nhẹ đầu tiên là em thay đổi cách chăm. Em điều lửa con chim lại, em xuống cám dưỡng nha. Đừng nuôi cám đấu nữa. Thứ hai là em thay đổi cách chăm, thay đổi cách nuôi vào độ mát, thả lồng lực nha. Cám mà mấy loại cám dưỡng mát mát như cám Hòa Nhơn nọ mấy dòng đó, em thay đổi cám đi. Nếu như mà dùng cám xuống mà nó vẫn bị á, trong em phải theo dõi nha, dùng cám em phải đợi nó thấm cám nha, giảm từ từ nha, trong vòng khoảng 2 tới 3 tháng mà nó vẫn còn bị tình trạng vuốt đuôi này kia thì anh chỉ cho em lấy mù tạt á, em vuốt, em bắt ra em vuốt cái đuôi nó cắn vào cái đuôi nó là nó hoảng à, nó bỏ luôn. Anh em nào kết con hàng nào thì cứ em không có trả lời trực tiếp trên live nha. Còn lách bao nhiêu, còn lách đó bao nhiêu đó thầy. Ghê trời Đăng Dương. Chim em rụng lông được 12 ngày rồi không rụng nữa là sao anh? Thì chim mà rụng lông thì em vào trái cây mát, em đừng có rò rọc nhiều, em đừng có xách ra này kia, em ủ cho thiệt kỹ thì nó mới xuống lông đều được nha. Còn những con đó có nhiều vấn đề, em phải hiểu con chim nó là con chim gì nữa, nó rụng lông sao nó rụng nó. Con chim bổi hay là con chim thi hay là con chim cà phê, vấn đề nằm ở đâu tùy vào cái tính cách của con chim nữa nha, chứ không phải là con nào mình cũng phán được. Anh ơi em, con em hay đi phân nát, chỉ em cách với. Đi phân nát thì đầu tiên em dùng chuối xanh nha, dùng chuối xanh không đỡ thì em cho uống thêm nước lá ổi nha. Nước lá ổi mà không đỡ nó nặng đô lên thì cho vào thêm nước trà. Anh đa số anh dùng mấy cái loại đồ thiên nhiên không à, anh ít dùng thuốc lắm. Còn khi nào mà chim mà bị nặng quá mà dùng mấy loại này không bớt thì anh mới test thuốc thử thôi nha, chứ anh là ít dùng thuốc nha. Chim này bán hả anh? Chim nhà anh con nào cũng bán hết nha Đức Tài. Chào 28 anh em đang xem nha, anh em có gì hỏi thì cứ bình luận lên nha.
Còn chim cò thì con nào cũng bán, anh em nào hỏi con nào thì cứ chụp màn hình con đó gửi qua bên Zalo cho mình, xíu mình trả lời nha. Có cách nào trị cắn lông đuôi không anh? Thì nãy mình có chia sẻ cách trị cắn lông đuôi rồi đó, có nhiều cách nha. Đơn giản nhất là anh em thay đổi cách chăm, đổi cám, thay đồ mát nha. Còn dùng máy đó mà nó không bớt cái tính cách do cái bản tính con chim nữa thì mình dùng phương pháp khắc nghiệt hơn, đó là vuốt một tạc nha anh em. Rồi chào 35 anh em đang xem nha, chào anh Sự Minh mới vào nha. Anh em cho mình xin một chia sẻ nha anh em, dạo này mình không có like nhiều, anh em hỏi nhiều, bình luận nhiều nên là đợi mình like một cái mình chia sẻ luôn một lần nha. Cách điều trái cây với mùi tươi sao anh với phơi nắng? Thì trái cây mỗi sáng mình cho ăn một phần nhỏ nha, tầm khoảng như ngón tay xíu, tầm trưa là nó vừa ăn tới trưa là hết, là cho cào cào, cho để ăn cào cào là vừa, chiều là nó thời gian nó ăn cám. Có cách trị lạc cầu không không anh? Chào Eric hỏi cao chất lượng đó. Còn cơ bản mùi tươi thì anh dùng đa số là cào cào nha. Còn mùi tươi em đang hỏi là mùi tươi trứng kiến hay là dế này nọ là dùng cho chim thê long đó, thì cái đó là khác nữa nha. À, em hỏi cách vào lửa hay cách gì thì tùy. Chim đi phân nát mãn tính có cách nào trị không anh? Cái loại mà ho mãn tính với lại là phân nát mãn tính á, mấy cái loại đó phải có thời gian nha anh. Tức là trị thì mình vẫn trị nhưng mà mình phải có thời gian đó, nó đòi hỏi cái người điều trị họ phải có tính kiên trì khắc nghiệt với con chim. Chứ mình những cái loại mà mãn tính là nó thường bị đi bị lại á, tức là mình dùng mà tầm khoảng 3 tới 5 ngày mình thấy nó đỡ rồi, bắt đầu mình tắm rửa này nọ hay là bắt đầu mình cho ăn lại chế độ bình thường á, chế độ đấu bình thường thì nó lại đi phân nát nữa, nó bị hoài á, vòng đi vòng lại hoài, anh em dễ nản, anh em bán kiểu vậy. Nhưng mà cái người mà họ chăm con chim á để họ trị dứt điểm luôn trong vòng từ 1 tới 3 tháng á cho nó khỏi luôn á thì cái đó là câu chuyện khác, con chim nào nó không sẽ bớt hết á. Bệnh gì trị cũng bớt, quan trọng là mình có kiên trì với nó hay không thôi. Chào Minh Vũ nha, hai hai anh nha. Cách nào vào lửa nhanh nhất anh? Cách vào lửa nhanh nhất là em ra cây xăng nha em, mua thêm hột quẹt nữa nha. Đó, anh em mà muốn mì ăn liền thì tôi chỉ cho nha, anh ra cây xăng mua thùng quẹt nữa, mua bình xăng về đổ dưới bật lửa lên là vào lửa nhanh nhất thôi. Chim đang đánh quay sang xỉa veo câu, cách trị nào giúp bạn? Cái lỗi định mệnh nè bạn ơi, tùy nết chim đó nha. Móc bô là tùy nó móc ít hay móc nhiều nữa anh. Có con nào 5 triệu đeo số được không anh Đức Tài? Đeo thì vẫn đeo được đó anh, quan trọng là có dễ hay không đó anh Đức Tài ơi. Chứ con của em 1 triệu con đeo số được mà anh. Chim em rụng lông cho em cào cào được không anh? Rụng lông như thế nào em? Rụng là rớt lông, báo lông hay là rụng lông kiểu sao? Dạ bố mối anh em đang xem nha, anh em xem kênh của mình cho mình xin một lượt chia sẻ nha anh em. Vậy vào lửa lâu là phải làm sao? Anh chào Eric này, nói chuyện vui nè. Mua cho nó chai xăng, đúng rồi Minh Vũ ơi, mua cho nó chai xăng vào lửa cho nhanh nha. Nói chuyện với anh em mới vui. Có cách nào vào lửa nhanh, vào lửa chậm được? Chim em bị đeo chân, bị lột bốt thì trị như thế nào? Chim bị đeo chân hả em? Bị đeo chân là do lột bốt thì em cứ để bình thường chứ đừng có làm bại là được rồi. Từ từ em dùng canxi rồi em cho nó uống vô nha, vitamin canxi cho uống vô. Còn em thả, em ủ lại em cho con chim nó nghỉ ngơi, đừng có lột áo lòng ra cho con chim nó nhảy, là nó đeo chân nó thêm, nó cần nghỉ ngơi. Em cứ ủ lại, nhét qua thì mình xích chân nó lại.
anh ngoái nhẹ thì anh tủ nóc nha, hoặc là anh gian cước ở trên nha, cho nó đỡ ngoái nha. Thứ hai là đừng có mở một mặt lòng nha anh. Một là anh mở tẹt luôn, hai là anh một là anh mở tẹt luôn, hai là anh tủ lại luôn, chứ anh đừng có mở một mặt giống như thế này là mấy con chim bụi nó dễ bị ngoái lắm nha anh. Hai con đó giá bao nhiêu anh? Inbox nha Đức Tài, mà không có giá 5 triệu đâu nha anh, nên là tài chính 5 triệu thì không có hai con này được nha. Ông cho xem mấy bé chim giá cũ rưỡi đổ lại đi. Cái đó mình lên video cho anh em coi hoài mà. Mấy cái chim mà tầm giá 1 triệu mấy đồ á, mình lên video cho anh em coi. Thì mấy con chim đó anh em hình dung mà chỉ có chim giống như thế này, nhưng mà nó sổ bọng thôi, nó có khác gì đâu. Nó chỉ là con chim nó nhát hơn mà nó sổ bọng thôi, thái độ nó ít hơn thôi đó. Anh em hình dung cho đơn giản vậy rồi. Còn chim là về hình bộ này nọ là mình đã chọn hết rồi anh em. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Ok Hải Châu. Rồi chào 38 anh em đang xem nha. Lại tầm khoảng xíu nữa nha anh em, nói chuyện xíu nữa đi tắm chim nha. Chuẩn bị đang tắm chim mà lên nói chuyện anh em xíu. Chào 43 anh em đang xem nha. Không bỏ lực vào lửa được không? Được, tùy theo cái tính cách con chim thôi. Nhiều người họ vào lửa bằng cách là họ tủ áo lông á. Họ tủ áo lông lại cho con chim nó nghỉ ngơi, ăn uống thôi, xong ở trong đó 3 ngày tắm một lần cũng là một cách vào lửa. Còn mình vào lửa bằng cách là mình thả lực tùy vào cách con chim, chứ không phải con chim nào mình cũng dùng theo chế độ chăm nào hết anh em. Tức là mỗi con một cách vào lửa. Có những con là anh em chỉ cần ra anh em thả lực ra thôi, vào lửa con chim ok đó, cho ăn trái cây mùi tươi là vào lửa rồi. Còn có những con là anh em anh em không có cần thả lực giống mình, anh em phải ủ nó lại cho nó nghỉ ngơi nó mới có lửa được. Chim thi mình chưa đi thi, bỏ ra cả ngày cho nó hót được không? Được, bình thường em không có nhu cầu đi thi thì em muốn treo ở đâu chả được. Em bỏ cho nó hót một ngày nha anh cũng được nè, có ở đâu. Anh cũng bỏ ra cho nó hót cả ngày vậy đó. Chim thi anh cũng thả ra bình thường nha, cho nó ăn uống, nó nhảy nhót, nó hót bình thường thôi. Chẳng qua là mình hạn chế không kỳ đấu cho nó nghỉ ngơi thôi bạn. Chào Nguyễn Phú nha, chào Duy Nguyễn nha, chào Nguyễn Văn Thanh nha, chào tất cả anh em đang xem nha. Rồi mình hót thế có lửa không anh? Tức là hót nhiều như vậy là con chim nó bị mắc lửa hay ý em nói sao anh không hiểu. Còn con chim nó có lửa là nó hót cho em, nó không có lửa thì nó đâu hót đâu. Hót là biểu hiện của sự có lửa mà. Ba bốn đồng có con nào cà phê không anh? Có, địa chỉ nhà mình ở đâu vậy? Anh thì ở quận 9, hiện tại đang ở Bình Định đó, Nguyễn Văn Thanh. Ý em nói hót nhiều có mắc lửa không anh? Không ý, không em ơi, hót nhiều không có mắc lửa đâu, chẳng qua là nó mắc lực thôi. Còn lửa của nó là con chim nó đã đạt phong độ lửa rồi là nó ổn định lắm em. Nó kéo dài lắm, chứ không phải là nó hót nhiều là mắc lửa đâu em. À, số điện thoại anh Gim để qua Zalo anh em mình nói chuyện chơi. Gim số phone lên hả? Gim số phone lên chỗ nào ta? Để có gì hôm sau em gim số phone lên. À, số phone đây. À, Zalo.
Đó, bình luận lên đó, ghim lên được không ta? Đây, ghim đây. Hy em, Hy Nguyễn Cương nha. Nuôi lực như thế nào là tốt bạn? Ý là nói là thả lồng lực, thì nếu anh muốn nuôi lực thì anh mua lực 60 về nuôi. Bình định đoạn nào, hôm nào rảnh ghé chơi. Ghé chọn chiến binh, ok, Nguyễn Văn Thanh, mình ở Hoài An nha. Chào Hoàng Nam nha, chào Chính KK nha. Anh em chia sẻ hoặc là like vào đi, vài bữa nữa mình lên like nói chuyện với anh em thì có thông báo nha. Chim ngước là nhảy cầu, nó thường xuyên nhìn lên nóc hay sao anh, hay là chim đứng im mà nó ngó linh tinh? Đó, hai biểu hiện em nói là đều là chim ngước đó em ơi nha. Hai cái biểu hiện em nói đó là chim ngước đó. Chào Vũ Nguyễn nha. Tuột view quá anh em ơi. Còn 22 người xem mà. Không như bên TikTok nha. Bên TikTok like một cái được mấy trăm anh em vào xem. Bên phở bò ít quá, ít người xem quá. Nha Hoàng Nam, hai cái biểu hiện của em là chim ngước đó Hoàng Nam. Chào Võ Khôi Minh, Võ Khôi Trí nha. Võ Khôi Trí nha. Chào Vũ Nguyễn nha. Ok, Hoàng Nam. Hello Idol, hello Võ Khôi Trí nha. Chăm sao cho chim không đi phân nát anh. Hoàng Nguyễn này là trong quận 9 luôn nè. Nhìn ảnh biết chim lật đã quá ta ơi. Cảm ơn Võ Khôi Trí nha. Chăm sao cho không đi phân nát hả? Em chăm sao mà chim nó không đi phân nát thì em chỉ cho em cám uống nước thôi. Còn đi phân nát thì do vấn đề nó bị đường ruột rồi nha em. Còn cách chăm sao cho khỏi đi phân nát thì em cho ăn vô uống bình thường thôi, đừng có cho uống nước là được. Cho uống nước mà không cho ăn nha, nha Hoàng Hoàng Nguyễn. Bỏ đói luôn không cho ăn nha. Cứ cho uống nước thôi là bao đi phân nát nha Hoàng Nguyễn. Nhiều thầy trong này toàn là cụ đi chơi chim thi chim không mà vào cà khịa hỏi những câu vớ vẩn. Chào Tăng Lê nha. Có con nào đi lấy xe ô tô chưa anh? Chưa nha, chào Eric nha. Đồng Nai mà chưa thấy đá cửa mà tới đâu tới mình anh em. Chim nhà em nó sao nó ít ăn cam vậy anh? Có những con nó không thay lông nó không ăn cam nha, đó là nó cần nước thì nó mới ăn cam nha. Còn chim nó đang bình thường ổn định thì bỏ cam vào ít ăn lắm, nó không thiếu vitamin, nó đủ chất rồi nó không ăn thôi nha. Còn có đôi lúc nó khát, nó mệt, nó cần vitamin ấy, thì nó mới ăn cam. Giống như con chim thay lông anh em để ý, mới rất lông ấy, nó ăn cam, ăn cà chua, ăn ăn dưa leo rồi, ăn này kia, đồ mát nhiều lắm. Nhưng mà khi mà nó đang ra lông ấy, anh em để ý, lúc mà đang đang ra lông ấy, là lúc đó nó ăn chuối, ăn cào cào, ăn mùi tươi đồ nhiều, ăn cám nhiều hơn là nó ăn đồ mát nha anh em. Đó, tức là tùy vào cái tình hình của con chim, cái hiện trạng của con chim nữa. Ok anh em nha. Chào Đồng Tiền Đen nha. Chào Nguyễn Phước nha. Bên phở bò này không có mua bán chim này kia được anh em. Mỗi lần mà quay chim hay live chim hay mua bán gì là nó khó trang rồi. Nên là mình chỉ có muốn lên đây để mình chia sẻ với anh em, tâm sự nói chuyện thôi. Còn mua bán gì đó thì anh em cứ inbox qua bên Zalo cho mình nha, hay gọi điện trực tiếp qua cho mình. Chim em 95% lông, nó ngày ăn hạt cám mà ăn mấy hạt cám mà. Vậy là con chim nó đang đạt lửa hay là nó như thế nào, em coi lại con chim, hoặc là nếu như mà em cần tư vấn kỹ hơn thì em quay video gửi qua anh coi con chim em như thế nào. Với lại nếu như mà em dùng cám á, là cám gì, có thể là nó không thích ăn cám nó nên nó không ăn đó em.
Em dùng cám nóng quá nó ăn không hợp, nó không ăn. Có những con nó thích, chỉ thích cám mát thôi thì nó ăn cám mát thôi, nó không, nó không ăn cám nóng thì cũng bó tay thôi. Thì mình phải biết con chim nó ăn cái gì mình cho ăn cái đó thôi. Bữa giờ trị ho em chùm 3 ngày xong nay mở áo ra nó bị vậy, nó nhảy cầu thì ngó nóc anh. Thì tức là có thể là con chim của em đang trị ho mà bây giờ em mở áo lòng ra nó bị ngước, thì có thể là con chim bị lỗi trước rồi em. Hiện tại bên anh đang sử dụng cám gì chia sẻ anh em với. Cám mình dùng là một là cám của mình làm là một phần anh em, hai là dùng cám của anh em Hiệp Hiển bộ ba, tùy vào con chim mà dùng thích nghi với cám gì mình cho ăn cám đó anh em, chứ không phải là một loại cám nào xác định đâu. Anh em có thấy mình đâu có BR cho hãng cám nào đâu anh em thấy không? Cám là tùy con chim, ví dụ như nãy anh em nói có con chim mà nó bị vuốt đuôi á, nó không ăn cám cám nóng được, không ăn cám cám số được, không ăn cám đấu được, thì mình phải cho ăn cám mát. Đó thì mình cho ăn, mình chọn những loại cám mát nào phù hợp với tại nơi mình có để mình cho nó ăn. Còn có những con chim nó thích ăn ở chế độ nóng và nó cần cám nóng thì anh em phải cho ăn cám nóng thì nó mới chơi được. Tức là con hạt cám nó không phải là 100% nó quyết định hết con chim đâu. Con chim nó hay là một phần à. Cám nó chỉ giúp ổn định đường ruột thôi anh em ơi nha. Ngày xưa chơi chim cho ăn cám gà nó vẫn chơi mầm đó thôi anh em. Có những con cám gà ra đi thi vẫn lấy dễ bình thường mà. À ok Võ Khôi Trí nha, cảm ơn. Lâu rồi mới lên live, nay mới lên live nói chuyện lâu xíu nha. Rồi thôi bây giờ 7:13, 15:07 rồi. Cảm ơn em chia sẻ nha. Có gì tối hay khi nào rảnh á mình lên mình nói chuyện với anh em nha. Bây giờ mình xử lý công việc xíu đã nha anh em. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Bye bye anh em.